Truyền thông địa phương và một nguồn tin an ninh cho biết hôm 26 tháng 11, một nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở Myanmar đã giành quyền kiểm soát từ tay chính quyền cửa khẩu biên giới gần Trung Quốc. Theo CNA, cuộc tấn công của quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, một trong ba nhóm đồng minh đã chiếm được cửa khẩu Kia In Sang Co. Liên minh ba nhóm gồm quân đội Arakan, quân đội giải phóng quốc gia Ta An và quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar còn chiếm các vị trí khác trong khu thương mại biên giới Myanmar-Trung Quốk sau khi cuộc tấn công bắt đầu vào 24 tháng 11. Theo nhiều nhân chứng, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đã treo cờ của mình tại khu thương mại biên giới ở Kia In Sang Co. Cổng này được mở cửa trở lại vào năm 2022 sau đại dịch Covid-19 và là điểm giao thương lớn dọc biên giới Myanmar-Trung Quốc. Hồi đầu tuần, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Yaw Min Tun cáo buộc các nhóm vũ trang nổi dậy đốt cháy khoảng 120 xe tải đậu gần cửa khẩu biên giới. Giao tranh giữa các nhóm nổi dậy và quân đội Myanmar gia tăng đã tàn phá nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Myanmar, gây thiệt hại thương mại xuyên biên giới quan trọng và khiến quân đội bị mất các khoản thuế và ngoại hối rất cần thiết. Hàng hóa đi qua cửa khẩu Kia In Sang Co bao gồm máy móc, thiết bị điện, máy kéo nông nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, gần 335.000 người ở nhiều bang và khu vực tại Myanmar phải di dời do giao tranh giữa lực lượng vũ trang Myanmar và các nhóm nổi dậy kể từ ngày 26 tháng 10.